chiến sự nổ ra, khí đốt trở thành yếu tố chính trị. Nước Nga dọa không bán, châu Âu dọa không mua. Các nước châu Âu vật lộn tìm nguồn năng lượng mới thay thế. Hydro nổi lên như một giải pháp lý tưởng, không lệ thuộc nhập khẩu, không tạo ra khí thải, có thể dùng cho mọi loại động cơ, kể cả động cơ máy bay. Das ist jetzt eine Art und Weise der Technologie, die sich durchsetzt. Một dạng công nghệ mới đang hình thành. Công nghệ đó không chỉ tốt cho khí hậu, môi trường và cho sự thịnh vượng của đất nước chúng ta với tư cách là một quốc gia công nghiệp, mà còn cải thiện chính sách năng lượng độc lập tự chủ của chúng ta. Sondern dass es auch unsere Unabhängigkeit bei der Energieversorgung verbessert. Thử nghiệm tàu hỏa chạy hydro do Pháp nghiên cứu nhưng chạy thử tại Đức cho thấy ưu điểm của động cơ hydro. Động cơ chạy êm, chỉ thải ra hơi nước. Hãng Airbus cũng có dự án 3 mẫu máy bay dùng nhiên liệu hydro hóa lỏng, dự kiến chuyến bay đầu tiên vào năm 2035. Liquid hydrogen will be stored into the fuel tank. Hydro hóa lỏng sẽ được bơm vào bình nhiên liệu của máy bay. Có nghĩa là chúng tôi sẽ phải chế tạo cho được bình giữ lạnh nhiên liệu, hệ thống bơm hydro đông lạnh, phải chế tạo được đường ống và vòng đệm chịu được lạnh, rất nhiều chi tiết. Song song là một cuộc chạy đua xây dựng hạ tầng lưu giữ, phân phối, vận chuyển, an toàn cháy nổ, sử dụng hydro hóa lỏng trong mọi ngành vận tải và công nghiệp, kể cả trong lò cao luyện thép. Tháng trước, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã khởi công đường ống dẫn hydro hóa lỏng xuyên ba nước, bước đầu tiên của một mạng lưới kết nối 28 quốc gia thành viên. Dự án đường ống hydro xuyên Địa Trung Hải sẽ vận hành vào cuối thập kỷ này và sẽ có thể vận chuyển 10% lượng hydro hóa lỏng mà Liên minh châu Âu tiêu thụ ở thời điểm 2030, khoảng 2 triệu tấn mỗi năm. Chi phí ước tính cho dự án đường ống khoảng 2,5 tỷ euro. A este respecto, el coste podría rondar los 2.500 millones de euros. Còn vô số thách thức, trong đó mấu chốt là tăng quy mô sản xuất hydro nhờ sức gió, ánh nắng, thủy triều và nguyên tử là những nguồn năng lượng sạch mà Liên minh châu Âu có thể chủ động hoàn toàn. Hydro được kỳ vọng là sẽ giúp Liên minh châu Âu đi đầu trên con đường tìm tòi, phát triển các dạng năng lượng xanh cho tương lai. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.